Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagu đây. Thì cái trận ngày hôm nay mình xin được phép gửi tới mọi người một cái form bài meta đang rất là hot luôn nha, hay được gọi đúng hết đó, đó chính là đang gây bão ở tất cả mọi server luôn, đó chính là bài Seraphine Carry. Thì hiện tại á, nó có hai lý do để mà nó hot đến như vậy nha Nam ơi. Lý do thứ nhất á, nó đang rất là mạnh, nó dễ chơi và nó sẽ ban được tạm với đây là tướng 3 tiền Carry á, nên mọi người chỉ cần kiếm là form bài 3 sao, 3 đồ chuẩn thôi là ok rồi. Lý do thứ hai á, là nó đang khắc chế được hầu hết những cái bài meta đang hot nhất hiện tại nha. Bài Lux, bài Daiza, bài Seiya, bài JC anh em à, và những cái bài khác, Nudo Chí Minh Rồng, Elsin Chí Minh Rồng nữa nha. Nếu như anh em không tin đó, thì có thể tự trải nghiệm cái form bài này nó mạnh như thế nào. Thì trước khi mà mình làm video meta, là mình sẽ để một cái link đồ hình chuẩn ở phía dưới nha, để cho anh em có thể xem qua tham khảo. Cái đồ hình đó là sẽ không cần ấn lỗi hay là biến hệ gì cả, chỉ cần đúng tướng và đúng level anh em bỏ vào là sẽ ok thôi. Đây, để xem cái lỗi thứ hai là cái lỗi gì nha. Lỗi thứ hai là cái lỗi gì đây? Lỗi vàng anh em ơi, tứ đồ UREP đấu trường hạng gà với là đồ tụ điện khá là cùi á. Xoay lõ đây, nhà máy tái chế nè. Ở cái này ngon nè anh em ơi. Cái này khi mà anh em lắp đồ bán ra nha, là tách đồ ra luôn á, không có cần phải đắn đo suy nghĩ là nên lắp cái gì, nên ghép cái gì cả anh em ơi. Chỉ cần lắp xong mà bán xong rồi nó tự tách đồ ra rất là dễ luôn. Như là huyết kiếm đúng không, mình chỉ cần cầm cho con Nidan này nè, mình bán đúng không, nó sẽ tách ra cho mình được một cái kiếm bếp và một cái mảnh kháng phép. Nên là mọi người cứ lấy cái này xong rồi ghép đồ hết luôn cho mình, chừng nào không xài nữa thì bán tướng lấy đồ ghép lại là ok thôi. Tại vì khi mà chơi cái form bài này á, nó sẽ có một cái điểm yếu, đó chính là đếp máu đầu game rất là khó luôn, cực kỳ yếu nha. Nên là anh em phải cố gắng tối ưu hết cái lượng đồ của mình đang có, và cũng như là cố gắng kiếm một cái form bài nào đó mà đẹp đẹp một tí, hai sao nhiều á, để mà đếp máu nha. Cái ông này là chơi cái bài Bạo Long và Rengar, Danareo với lại là Aphelos 2 sao bao đồ như thế này. Thắng nổ ông ta. Cố lên nào bạn ơi. Ui, lúc chó đẹp thế nhờ. À, cái con Aphelos nó bắn bị ngu ngu kìa anh em ơi, thấy không? Nó bị lag à? À, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Ôi xời. Thắng là dễ, tưởng là Bạo Long là mạnh. Ok. Và mình cũng sẽ gợi ý luôn cho anh em hai cái form bài mà mình rất là hay dùng để mà đếp máu lúc đầu game với một cái form bài này nha. Đây chính là một là Thượng Long. Tại vì thứ nhất Thượng Long rất là dễ lên được 2 sao luôn với con Nida, Skarner, Lux rồi Vlad các kiểu nha anh em ơi. Tại vì bây giờ Thượng Long nó sẽ có một cái phần quà sau mỗi trận đấu đánh với người. Anh em càng nhiều tướng Thượng Long 3 sao hoặc là càng nhiều tướng Thượng Long 2 sao nó sẽ tổng số sao lại và phát phần quà dựa theo đó nha. Nên lúc đầu game anh em có thể rớt ra Skarner, Vlad, Lux, Varus quá trời luôn á nha. Và up lên được 2 sao đếp máu rất là dễ luôn. Được tiền, họ đếp máu được, xong là level còn tiền roll nữa thì còn dễ bằng. Cái form bài thứ hai đó chính là form bài Thủy Long nha. Nhưng mà Thủy Long này mọi người nên chơi khi mà nó ra tầm ở ra 1.3, rau 2.1 hoặc là rau 2.2 nha. Nếu như mà trễ hơn nữa thì mình cũng không có nên, gọi là không có khuyên anh em nên chơi. Tại vì Thủy Long là một con form bài nó đếp máu yếu anh em mà, nó không có tướng nào carry gọi là đủ mạnh đủ lực để mà thắng được những cái form bài khác. Nên hãy nên chơi khi mà nó ra cực kỳ sớm để cho anh em sẽ ban được, lấy được một chút tiền nè, một chút đồ trang bị hoặc là đập đồ các kiểu á nha, để tới nơi và lay chơi cho nó dễ hơn. Thì đây là hai cái form bài mà mình nghĩ là hợp lý nhất để mà đếp máu hoặc là chơi lúc đầu game, để mà tầm về lay game mới level 7 nha, mình sẽ chuyển qua kiếm con Seraphine và cái form bài chuẩn của nó. Còn nếu như mà lúc đầu game anh em có những cái form bài đó, tướng Lyuna, Nyzer 2 sao hoặc là con Siyu các kiểu 2 sao khác đó anh em à, thì mọi người hoàn toàn có thể chơi được cái form bài của anh em đếp máu được là ok rồi. Thì đây là tướng 3 vàng Gary, nên anh em phải cần áp dụng theo đúng công thức, đó chính là 3 sao, 3 đồ chuẩn và có form bài chuẩn và slow roll ở level 7 nha. Tại vì level 7 là tỷ lệ roll tướng 3 vàng á, là nó hợp lý nhất rồi. Nó không phải là cao nhất nha anh em ơi, nhưng mà nó sẽ là hợp lý nhất để mà roll. Tại vì nếu như mà là level 8 á, nó sẽ tốn rất là nhiều tiền luôn. Và cấp form bài này á, nó sẽ tròn ở tầm level 6 hoặc level 7 rồi. Tại vì sao cái bài nó lại mạnh? Tại vì nó búp ghê lắm anh mà. Con Seraphine đó, nó sẽ vừa tạo giáp, nó vừa tăng sức mạnh đòn đánh thường nha. Xong rồi kẹp với Gravet Carry phụ đam, rồi Jerry phụ đam ấy nha. Nó đúng hơn hết đó là con Seraphine này không phải là Carry chính nữa mà. Nó chỉ là con búp chính thôi. Còn Carry chính đó là con Gravet. Khi mà chơi cái bài này mọi người có thể roll hết tiền luôn, roll cháy máy luôn ở level 7 để kiếm full cái form bài này 3 hoặc là 2 sao nếu như mà nó có đủ tiền. Úi xòa, con này trâu thế nhờ anh em ơi, 4 đấu sĩ với lại là 2 sát thủ carry à, với Silas 2 sao, Jack 2 sao và Siyu 2 sao à. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn thắng được nha. Cái form bài của mình nó cũng đâu có thua gì đâu. Mình cũng full 2 sao mà Varus, Lux các kiểu 2 sao luôn rồi nè.
Đây là cái lý do mình nói lúc đầu game á, mọi người mà muốn chơi á thì nên chơi cái form bài Thượng Long này, lên được 2 sao dễ, không cần phải roll nhiều luôn á. Tướng của mình nó tự lên được 2 sao hết luôn mà. Đây. Ok luôn. Top 1 100 máu với chúng tôi nè, cũng mạnh đấy. Nhưng mà gặp mình là đi ngay. Thì trước đó là mình cũng đã làm một cái video về meta lúc rồi nha. Nó cũng cực kỳ mạnh luôn, khắc chế hầu hết những cái meta đang hot hiện tại luôn á. Vậy như mình đã nói, hai cái bài meta đang hot nhất á là bài Lúc Gary và bài Seraphine Gary nha. Mọi người nên tận dụng spam nó trước khi mà nó bị ăn nớp. Tại vì đây là tướng 2 tiền 3 tiền Gary á, nên chơi nó rất là dễ luôn. Chỉ cần roll tướng kiếm đồ chuẩn là xong rồi á. Thôi mà bỏ đó, tắt máy đi ngủ là ok rồi. Lâu lâu rồi xáo bàn chút để không bị lóc hoặc là bị sát thủ bắt thôi. Chẳng là chết qua sát thủ thì khá là nhiều quá. Toàn Rengar, Kiona, Nila các kiểu không à. Nhìn cũng hờ mà. Và khi chơi cái form bài này mọi người chỉ cần kiếm đồ sao cho đẹp cho cái Seraphine này nó xài được là ok rồi. Mà riêng của Seraphine này carry mọi người không có cần phải đồ chuẩn ở đâu, chỉ cần đồ xài được là ok rồi nha mọi người. Mà mình nghĩ bắt buộc là phải có một cái quỷ thư đó. Còn những cái trang bị khác như là mũ thủy, Sojin, quyền trượng, kiếm súng hoặc là cuồng đao gì á là đều xài được hết nha. Anh em cứ lắp hết cho mình, còn bắt buộc phải có là một cái quỷ thư thôi. Quan trọng á nha anh em ơi, quan trọng á nha, nó nhớ nha. Bắt buộc phải có quỷ thư cho Seraphine, không có là bài này nó hơi yếu luôn á. Ô, Yara tự hai nè, Silas hai cái kiểu luôn rồi nè. Đây cái form bài full 2 sao. Không có cần phải roll gì luôn á. Ngon lành cành đào liền. Sao găng chọn này nó ra cho mình đúng nhiều luôn á. Hiện tại là mình đang có ba cái găng rồi. Mà toàn đánh quái rớt ra đâu đi chợ lụm đâu. Ảo tới nhờ, đi chợ mình toàn lụm nước mắt rồi kiếm bếp rồi đai lưng không rồi anh em ơi. Mà đánh quái rớt toàn găng. Kì gì lẹ được chứ. Ông này cũng chơi bài Seraphine nè. Ông này level 8, Seraphine 2 style, có Sơm, có Yari. Ui, ông này chơi kiểu Thượng Long. Ông này chơi kiểu Thủy Long mà spam skill á nha mọi người. Càng nhờ, mình thắng nổ ông ta. Trời ơi, Yari nó chói kìa. Không thua cũng uổng á, nó thiệt. Nó chói hụt hết luôn, không thua cũng uổng. Lạy luôn á. Cái skill Seraphine đó nha mọi người, nó sẽ buff hiệu ứng đòn đánh cho tướng đồng minh ở trong vòng 2 ô, cho tất cả tướng đồng minh nha ở trong vòng 2 ô, nên mọi người xếp á cục là được rồi. Lắp kính nhắm khảm bỏ thạch với lại là lò rèn à. Lấy cái lò rèn đi, có đồ ngon hay không, đồ tăng không anh em ơi. Đồ tăng không à, không có đồ đam, kiểu như là đại bác hay là thánh kiếm mana mune là tuyệt vời rồi. Mà làm sao đồ tăng cũng ok mà. Nên mình chắc là sẽ là level 8 mình roll sau vậy. Tại vì thường cái bài này sẽ roll nó level 7 nha. Nhưng mà cái trận này mình đép máu ác quá mà, là level 8 roll cũng được. Cái quan trọng nhất là phải kiếm được con Gravet nữa, chứ không phải là mỗi cái Seraphine nha. Con Seraphine nó không phải là đam chính đâu anh em, nó chỉ là búp chính thôi. Còn đam chính sẽ là con Gravet đi chung với con Yari. Nếu như mọi người mà không roll được con Gravet á thì có thể sử dụng con Aphelos để phụ đam thôi nha, để cầm đồ tạm thôi. Cho nên nếu như mà muốn top 1 á thì bắt buộc phải có Gravet đi chung với Yari và Seraphine 3 sao cầm đồ chuẩn nữa thì mới ăn được ha. Tại vì mạnh thì phải mạnh cho ra lẻ chứ anh em ơi. Lắp đồ luôn đi. Ôi, vừa mới nói đếp máu được cái xong là giờ thu liên tục hai trận luôn rồi, không ổn á. Thu sắp mặt luôn à. Ông này Rengar 2 có Sivan với lại là có Dana luôn rồi kìa. Ác vậy, Yash 2 sao có Yari luôn à. Mình vẫn đang tích Yari rồi Seraphine nhưng mà nó ra cho mình ít quá. Và con Yara này nè là cũng là một con tướng mà có trong đội hình này, nên nếu như mình nuôi lên được 3 sao thì cứ nuôi đi nha mọi người. Seraphine nó là có 3 hệ luôn, hệ Thủy Long, hệ Thuật Sĩ và hệ Bí Ẩn nha. Và Yara cũng kích hệ Thuật Sĩ nè. Thuật Sĩ thì nó sẽ bam skill nhiều hơn tí thôi. Nên đây là cái lý do thì Seraphine nó cũng không có cần đồ hồ mana cho lắm. Cứ lắp đồ quỷ thư rồi full phép cho nó là ok. Lý sinh sát thủ đã bay qua thách đá. Là mình nhớ tới cái hồi mà mùa mấy á, đây mà mùa 2 hay là mùa 4 gì đó đúng không? Cái có quả ly sinh 5 tiền á. Lắp cấn sát thủ cho nó đá một phát bay ra khỏi sàn luôn. Hài cốt thì thật sự. Cái đó mà sếp ngu một cái là mất tướng 5 vàng 3 sao như chơi luôn á, không đùa. Thôi thắng được nè. Tưởng như thế nào chứ. Vẫn quên như bình thường thôi. Rồi ngon lành cành đào luôn. Thì lịch đăng video của mình nó sẽ là hai cái một ngày nha, một cái là về meta, một cái là về đồ dị. Mọi người nếu muốn theo dõi thêm á thì cứ bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video.
mà mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn đó nha mọi người. Có Bạt, có Zoe. Mình thì không cần cho lắm. Ông kia đầu hàng luôn rồi. Còn có vài máu thì phải. Chắc là biết được kết quả rồi á. Đầu hàng luôn. Mình thì có quỷ thư rồi nè. Chắc là bây giờ sẽ kiếm gậy đi. Càng nhiều gậy là càng tốt. Nước mắt cũng được. Úi dồi ôi, mất gậy rồi. Ủa mất tướng 5 tiền luôn. Thôi lấy cung gỗ đi mọi người ơi. Kiếm đồ tăng hoặc là kiếm đồ đam cho Gravet đó. Gravet thì cần gì khổng lồ. Rồi huyết kiếm, quyền năng, vô cực các kiểu gì đó. Đồ đẹp đẹp một tí cho nó carry là ổn rồi. Còn Yari thế thì mọi người cầm cho nó là nhiều nhiều cái dây kia là càng tốt không? Càng nhiều dây kia là càng tốt. Tại vì Yari á, nó bút sức mạnh phép thuật trên đòn đánh thường nha. Bắn càng nhiều là nó càng lợi thôi. Ở trong vòng 5 giây nha mọi người ạ. Bút được trong vòng 5 giây đó. Trong 5 giây đó mà con Yari với lại là con Gravet bắn được nhiều đòn á là càng dễ thắng thôi. Ôi, ông này có quả đây ra 2 sao đi chung với 6 hiển long nhìn sợ thế nhờ. Cuồng đao quyền trượng với lại là rìu đen luôn. Đồ khá là chuẩn luôn á. Thắng nổi không trời. Đây ra đồ đẹp quá, liêu này thì full tăng luôn nè. Không nổi rồi. Không nổi anh em ơi. Mà thua thì cũng thua ít đó, không sao. Cũng được, cũng được, cũng được. Mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha. Để mình có thể biết được mình là sai ở đâu và sẽ cố gắng sửa những cái điểm sai đó để mà mình phát triển thêm. Tại vì ước mơ của mình nó cũng là 1 triệu sub mà. Mình mong là anh em có thể cùng đồng hành với mình từ đây đến lúc đó. Trời ơi, rớt nước mắt luôn nè. Chảy nước mắt chưa? Cái thượng long này quá đã luôn. Không ra một con Gravit nào. Không ra Jerry, không ra Seraphine luôn. Tuyệt vời thế. Không ra tướng cho mình chơi game hả? Tôi đang muốn đổi các form bài bây giờ luôn á anh em. Tại vì các form bài của mình nó cũng đang đuối dần dần rồi đó. Nó đang đuối rồi đó. Mình cứ ghép hết đồ đi nha. Tí nữa mình tách ra sau. Anh em đừng quên là mình đang có một cái lõi vàng tên là nhà máy tái chế. Tướng nó mà mang trang bị chỉ cần bán thôi là tách đồ. Giả bộ con lúc này cầm quỷ thư rồi cầm nước mắt á, thì bán được đai lưng gậy rồi hai nước mắt cái này mà kiểu kiểu vậy á. Rất là ngon luôn. Và cực kỳ thích hợp cho những cái form bài này mà cần đép máu để lên level. Như là bài Seraphine này. Trời ơi ngon chưa. Yari với lại là con lộn con Yara và con lúc. Một phát chó đôi con xây da bất mất tiêu luôn. Hôm nay tôi quýt sắp 3 level 7 và còn hơn 50 tiền. Chắc là đang cố gắng roll stay gear 2 với lại là tôi quýt 3 ở level 7 nè. Tấm 1 cháy nhò. Điều quốc rồng thần bậc vàng anh em ơi. Có đồ thần thỏ của anh nè. Mình đang còn gậy mọi người ơi. Gậy càng nhiều là càng tốt. Trời ơi cho đồ như thế này sao mà dám lấy trời. Gậy đâu rồi? Hai cái găng luôn. Úi rồi. Hết nước chấm anh em ơi. Hai găng là quá ngon luôn á. Tại vì anh em biết sao không? Mình tách đồ ra á là được hai cái gậy đó. Anh em đừng có quên nha. Hai găng này tách được hai gậy với lại là hai cái găng. Seraphine sub 2 rồi nhá. Seraphine 2 nè. Ok. Từ tách đồ cái đây mọi người ơi. Đấy, có mũ luôn cho em nó chứ gì nữa. Có mũ luôn cho em nó chứ gì nữa. Rakan 2 sao luôn nè. Yara 6 con, có Gravet luôn. Đây rồi. Gravet này là cực kỳ quan trọng luôn á. Cực kỳ quan trọng luôn. Bỏ vào kích luôn cái hệ phát thủ cho em nó nè. Cung xanh luôn cho em nó nè. Rồi, tụ bảo luôn. Ok. Đang dần dần hoàn thành cái form 3 này rồi nha mọi người á. Mình đang rủ mấy con khác là được 2 sao á. Rồi mình đổi đồ sau. Đổi tướng vào sau. Chứ bây giờ đổi vào thì cái form bài của mình có khác gì tiểu học đâu. Ui, Rengar với lại là Dana nó... xấu bạo long máu nó tăng kìa. Gravet, bắn em đó, bắn đó. Hơi yếu, mới Gravet 1 và bắn hơi yếu. Bắn hơi yếu thiệt. Bây giờ nói chung là những cái bài meta mạnh thì anh em cũng phải chơi đúng cách thì nó mới mạnh được. Chứ mà chơi sai sai hoặc là roll không ra tướng á, thì vẫn cúc như bình thường thôi.
Quỷ thư luôn cho em đó nha. Rồi, hai đồ khá là chuẩn rồi đó nha. Như mình đã nói, con Seraphim này không cần phải đồ quá đẹp, nó chỉ cần bắt buộc một cái trang bị đó, đó chính là quỷ thư thôi. Còn hai cái món kia anh em có thể lắp cho nó là mũ thủy, quyền trượng, xô dinh, kiếm súng, cuồng đao, các kiểu cũng được, lắp cái gì cũng được, chỉ cần cho nó một cái quỷ thư thôi là ok. Đây, các form bài này sẽ có con Yari, con Jad và con Seraphim để kích hộ pháp, kích bí ẩn và kích pháo thủ và thủy long nha. Nên lúc đầu game mình đã nói, nếu như anh em có được một cái form bài thủy long từ sớm, kiểu như là ra 1.3 hoặc là ra 2.1 thì nên chơi. Để tầm này mọi người cũng có được một cái phần quà nhỏ nhỏ như là tiền, trang bị các kiểu rồi. Đây, form bài chuẩn ở đây nha mọi người ạ. Tại vì mình đang level 8 nên dư ra được một con Yasu đó. Đang dư con vòi lai nữa nè. Kiếm con bạch bảo vệ là ổn. Trời ơi, cái bà bạo long này biến thái gì ta. Tám bạo long nó trâu thật sự. Tám bạo long với lại là bốn sát thủ. Yasu hay sao? Hơi được chấm luôn. Bắt đồ ra nào. Rồi, vì khổng lồ là bắt buộc phải có như năm ơi. Chứ nhìn cái thằng bạo long kia mình nó muốn chán luôn á. Tám bạo long thì mỗi đứa được tăng thêm 1.200 máu á. Vậy luôn. Đây, bỏ vào lai ra nha mọi người ạ. Vào lai nó không kích thệ vậy luôn á. Cố lên. Yasu 2 style nè. Mạnh liền, mạnh liền, mạnh liền. Ui, từ từ, từ từ, từ từ. Ok. Hasagi. Hasagi lại lên. Hasagi. Ok. Hay quá bạn ơi, đúng là Yasu đấng của tôi. Cái quan trọng nhất là con Gravette với lại là con Yuri 2 star mà nãy giờ Ron không lên được 2 star thì chịu đó. Hơn nhá nha anh em ơi, hơn đó là Ron được con Yasu 2 star ở level 8. Hết nước chấm liền, cầm cái vô cực về cho em nó thục liền chứ. Ông kia Dana sắp 3 à. Mọi người nên để sao cho như thế nào mà né được cái tụi sát thủ này là ok rồi. Ronok Gravit 2 coi. Rồi nha mọi người ơi, giờ ra sắp 3 luôn nè. Seraphim mới có 5 con rồi. Gravit 2 sao đâu. Yari nữa. Khó gì. Alo. Alo. Yari 2 nè. Con Gravit đâu rồi mọi người. Cái này là một cái dấu hỏi chấm rất là lớn nha. Ui, ông ấy có form bài đồ đẹp tới nhờ, xây da 2 sao 3 đồ chuẩn luôn. Cái hai gì kia. Nhưng mà như mình đã nói thì cái form bài Seraphim là khắc chế cứng của những cái bài meta đang hot, như là bài xây da băng hội, xây da cùng long, xây da hấu hình, hoặc là đây da nô nô chiếc bình rồng luôn á, khắc chế được hết đó. Đấy, mạnh liên đùa. Đây rồi, Seraphim 6 con. Gravit 2 đâu? Alo? Đùa mình đó hả? Mày, con Gravit 2 là cái con quan trọng nhất trong cái form bài này luôn á mọi người. Không có Gravit 2 sao là bắn rất là thiếu đam. Hơn là mình lên được Yasu 2 đó, nên mới gọi là bù được đam một chút. Chứ nếu như mà không có Yasu 2 là rất là thiếu đam luôn á. Và như mình đã nói nha, là con Seraphim này búp ở trong vòng 2 ô của nó. Anh em hãy xếp sao cho nó hợp lý là được rồi. Đấy, như này là Gravit, Yari rồi, Yarai các kiểu nhận được nè. Cả Rakan nữa ha. Ui, cái Neko luôn kìa, ngon đó. Võng Win nè. Thấy không, Gravit mới một sao quá mà mọi người quay 3 cái đam. Ông Bạo Long này thì mình nghĩ là hơi căng đó. Tại vì ổng mà lên được cả con Dana với lại là Rengar 3 thì
nó cũng rất gì vậy này nọ đó mọi người à, cũng khó là khó chơi đấy. Cái này là được một cái gậy và một cái dép lưới, không ngon cho lắm. Con Gravis như mình đã nói thì đồ chuẩn của nó đó chính là huyết kiếm diệt khổng lồ, với là một cái quyền năng có thể thay được bằng vô cực rồi. Mình nghĩ là có vô cực rồi đó, vô cực cung xanh, kiếm tử thần. Mà đó là những cái món mà hết đồ mới lắp thôi, chứ thường là build đồ này của mình là chuẩn nhất rồi, diệt khổng lồ với là huyết kiếm. Đây rồi anh em ơi, rào 6 chấm mình lên được con gre viết 2 sao. Trời ơi, lại hồn chữ mén luôn. Ồ, gia ra sắp 3 em ơi. Ui, đà nè ba kìa. Sao mà né được ta? Sát thủ nó lắp bốn nó góc như thế này né hộ luôn anh em ơi, mỗi đứa góc như thế này sao mà né. Đã đứng solo với sát thủ luôn không biết sao giờ. Nãy dép nhiều mà búp dép rồi ra can khiêu khích rồi các kiểu nữa. Ok, vẫn ăn rồi, ăn đậm luôn ấy chứ. Đây đây chính là cái form bài mà mình nghĩ là chuẩn nhất có thể luôn cho con Seraphine này carry ha. Con Yasuo này chỉ là một biến số thôi anh em à. Còn thường á, sẽ là Gravis đam chính, Yari đam phụ, Seraphine là búp. Bản thân nó ra nhiều gì trời. Yara 8 con, Seraphine 7 con, Rakan 7 con nè. Mình đang có là con Yara chón nè, Rakan chón nha, Seraphine búp nè, và solo hất tung nữa. Nói chung là hiệu ứng khống chế khá là nhiều để ra đứng cho solo với sát thủ luôn, thích gì solo luôn á. Đấy, bút dép một đống luôn kìa, ra can khiêu khích kìa, đẹp không? Rồi ra vết được thục nha. Rồi vết đây. Rồi bé đây. Úi dồi, Gravit 9k2 đam luôn á mà không thắng nổi. Đây rồi, Seraphine một con nữa. Mình còn 28 máu à. Ô, hút 7 vậy ta. Hút 7 thì được cái găng bảo thạch à. Con này để được cái quỷ thư. Không ổn mà em ơi. Giờ ra ba nè, rồi chỉ mong kiếm được Seraphine 3 thôi. Seraphine 3 là cái quan trọng nhất mà nãy giờ mình vẫn chưa lên được, khó thế. Đà này nó mạnh thật sự á. Yasuo. Yasuo. Ây à. Anh em đừng lo nha, chỉ cần lên được Seraphine 3 sao thôi là chắc chắn thắng. Tại vì cái quan trọng nhất của cấp phân bài này là tướng 3 tiền carry. Mà tướng 3 tiền đó là không lên được 3 sao á thì sao mà thắng được, đúng không? Chỉ cần lên được 3 sao thôi mình cá với anh em luôn á, thắng 100% luôn, không lệch đi đâu được. Cái Seraphine này nhưng mà mình không lụm nha, mình tự tin với cái nhân phẩm của mình là có thể roll được. Mình lấy cái này về á là có đồ lắp cho Seraphine nha. Chứ bây giờ để đồ như thế này thì nhìn nó hơi bực bội một tí. Đây, lắp cho Seraphine cái quyền trưởng khá là ngon rồi nha. Nó được Seraphine 3 là thắng chắc chấm 100%. Đây, mình nói thiệt đó chứ, lên được là thắng 100% luôn. Tại vì cái mốc 3 sao với lại là cái mốc 2 sao á, cái lượng chỉ số được cộng thêm nó rất là khác biệt. Anh em nhìn nha, bây giờ mình chỉ cần bo gốc cho bọn Dana là nó không bắt được con Seraphine của mình nữa thôi là ok.
Đây, không bắt được nữa thì quẩy thôi bạn ơi. Trời ơi, anh em thấy không? Seraphine Basta nó búp cho con Gravit nó bắn đúng hai đòn chết một con, bắn hai đòn chết một con thì sao mà đỡ được. Đây là cái điểm mạnh gọi là nhất của cái form bài này nha. Đó chính là sức mạnh của Seraphine khi mà nó lên được 3 sao và búp sức mạnh cho tướng đồng minh nó carry. Trời ơi, ông Banthor này ông ra quả đồ gì như này. Vô cực với lại là găng bảo thạch anh em ơi, nhìn sợ được chứ. Ông này rank ra một con nó được 3 sao nè. Chấp lên 3 luôn á, chấp rank ra 3 luôn. Có đồ nè. Đây. Thấy không? Khát bọt chứ mọi người, khát bọt không? Lướt cái gì mà lướt. Mình nói rồi, Seraphine 11 cái đam. 11 cái đam nha mọi người. Lúc đầu game mà nói nó không phải là carry chính thì là hơi mất mặt cho con Seraphine này một chút. Nó vẫn có đam đó, nhưng mà tùy chọn nó có gây đam được hay không. Đây là cái lý do mà mình nói với anh em là có thể lắp được những món như là cuồng đa các kiểu luôn á. Tại vì nó sẽ đánh liên tục, tích tách liên tục. Và nó tự gây đam, nó tự chơi game luôn, không có cần phát nào carry cho nó nữa luôn á. Nhưng mà nếu mà nó lắp những cái trang bị full phép như này á, thì búp tăng lên rất là nhiều luôn. Kiểu như là một đòn đánh thường có thể lên tới gần 1.000 đam luôn á. Được hai găng á nè, này lắp cho ta. Rengar 3, cỡ giáp gai luôn rồi nha. Ronok kiếm thưởng Rakan 3 được hay không nha. Jerry 6 con, Rakan 8 con rồi nè. Rakan ơi. Một con nữa mà không lên à, bực thế. Ồ, một cái lốc anh em. Được luôn. Một cái lốc được luôn. Không có cần phải xếp gì đâu, mình xếp như vậy là để bo góc rồi, mình mà tách ra là bị bắt ngay. Trời ơi, con Gravit nó thuộc thường một phát một ca đam anh em. Sao mà đỡ được? Nó thuộc mà nhờ con Seraphine búp á, một phát một ca đam. Ai da, lỗi thế nhờ. Quên rồi đấy. Ok và GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.